Pere 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 pere. Pere 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 pere. Ở cuối trận chiến Wano, dù liên tục bị Luffy áp đảo, thậm chí là thân hình rồng xanh mà hắn tự hào còn bị lôi ra làm dây nhảy, nhưng Kaido luôn miệng khẳng định rằng chỉ với trái ác quỷ thì ngươi không thể thống trị đại dương được. Mặt khác nữa là Robuchi, thanh niên này dù thua Kulu đến 2 lần nhưng hắn đều tỏ ra không phục. Đơn giản vì trong tư tưởng của con báo ấy, Luffy là một kẻ ăn may, vớ phải trái ác quỷ top 1 server nên mới có được ngày hôm nay. Vậy sự thật thì sao? Liệu ở một vũ trụ song song nào đó, nơi mà Kulu từ chối ăn trái Nika, cậu có thể đạt trình độ tứ hoàng hay là đô đốc không? Và nếu có thì bằng chứng là những con đường nào? Hôm nay mời anh em hãy cùng xăm soi đi tìm hiểu nhé! Học viện Làng Lá đập phá cùng Kurama, game mới đồ họa siêu đẹp, hot hot hot, rất nhiều phụ bản khác nhau, săn boss húp đồ, đại chiến nhẫn giả, tất cả đều có tại link phần mô tả nhé! Luyện Haki và nắm đấm. Chắc hẳn anh em đều biết rằng, ngay từ rất rất nhỏ, chắc là khoảng 3-4 tuổi gì đấy, Kulu đã được gáp huấn luyện những thứ vô cùng cơ bản để có thể đặt tiền đề cho một thể chất khủng và ý chí sống siêu phàm như hiện tại. Thì cơ bản là nếu đối với gáp nhá, còn đối với người khác thì là địa ngục anh em ạ. Ví dụ như ném vào rừng vào ban đêm một mình này, thả bay lên trời cùng với chùm bóng bay này, vân vân. Nếu nhìn bề ngoài anh em cũng có thể sẽ không rõ ý định của gáp, nhưng mà nếu suy ngẫm kỹ hơn, có vẻ như thầy ông nội đã vẽ sẵn một con đường trong việc thăng tiến sức mạnh cho thằng cháu mình, và xem tí nữa thì ông đã thành công trong việc ấy rồi. Ý định ban đầu của gáp là gửi Luffy ở làng cối xe gió để cậu có thể tiếp cận với xã hội. Ngoài ra, người dân nơi đây cũng cực kỳ quý mến và hết lòng chăm sóc Luffy. Đến khi cậu lớn hơn một chút, ông sẽ đích thân mang thằng cháu vào hải quân và đào tạo nắm đấm và haki. Chỉ tiếc rằng người tính không bằng Oda tính, Luffy gặp phải xanh tóc đỏ và từ đó thì hoàn toàn bị chinh phục. Cái kết anh em cũng biết rồi đấy. Nếu năm ấy tàu hải tặc ghé vào một cảng là một tên tàn bạo thì Kulu chắc chắn đã trở thành hải quân rồi. Quay trở lại với con đường đào tạo nắm đấm và haki nhé. Chúng ta cũng đã thấy Gap đã từng làm điều đó với Guzan, nhưng mà tiếc thay, thanh niên này lại chạy đi ăn trái ác quỷ, hi-ê. Kobe hiện tại còn quá yếu, không đủ trình để nói chuyện nhé. Cho nên chỉ duy nhất Luffy mới xứng đáng là người được thầy ông nội chân truyền. Nếu năm ấy cậu không ăn trái ác quỷ và quyết định làm hải tặc. Cứ nhìn vào tình hình hiện tại mà xem, Kulu cần 2 năm time skip, tức là vào năm 19 tuổi để có thể thuần thục Haki. Nhưng nếu được tiếp cận với nó từ nhỏ thì mình chắc chắn rằng Haki sẽ được kiểm soát dễ như ăn bánh, tương tự như cái cách mà Yamato dùng Haki báo vương cấp cao vì thường xuyên đánh nhau với Kaido chẳng hạn. Tóm cái vé lại nha, thì nếu như mà đi theo gáp, Kulu sẽ dễ dàng làm chủ được 3 dạng Haki cấp cao ngay từ những năm 20-21 tuổi và trở thành tuổi trẻ anh hùng nổi tiếng khắp nơi. Trình độ của cậu khi ấy có lẽ sẽ không bằng hiện tại, nhưng ít nhất cũng phải đạt được 80%. Đó là mình còn chưa kể đến những thứ sức mạnh khác mà Gap cũng master không kém, ví dụ như lục thức chẳng hạn. Anh em đừng xem thường bôn bọ ấy nha. Nếu đạt đến trình độ tối thượng, nó có thể so với một thanh tuyệt phẩm đại bảo kiếm ở trên tay đấy. Tóm cái váy lại, dù sức mạnh có lẽ sẽ phát triển chậm hơn và ít ảo ma Lazada, nhưng bù lại cậu sẽ vẫn đạt tới trình độ tứ hoàng, sau đó là level vua hải tặc ngang hàng với Gap, Roger, thậm chí là vượt qua cả ông nội luôn. Bên lề một tí thì nếu đánh đổi trái Nika lấy sức mạnh Haki thông thường, Kulu tuy sẽ mất đi khả năng trâu bò và hồi phục, nhưng cậu sẽ không bị rơi vào tình trạng chơi bóng cười quá liều. Từ ấy sẽ không đùa giỡn ở trong chiến đấu và dẫn đến những hậu quả khó lường, ví dụ như khi để Robuchi thu hồi SSG chẳng hạn. Nếu khi ấy Sentomaru mà thử trận thì có lẽ Luffy đã anti luôn cái năng lực Nika này rồi. Về kiếm thuật, Luffy hiện tại gần như là không biết một chút gì về kiếm thuật cả. Thậm chí những đòn thế cơ bản chỉ nhìn qua là biết, ví dụ như là chém hay đỡ thôi, cậu cũng chẳng làm được. Tuy nhiên sau khi mà thấy tư thế ngầu lòi của Luffy kiếm sĩ tại Three the Bug, mình lại tự hỏi rằng liệu sẽ ra sao nếu đây là con đường Luffy chọn từ nhỏ nhỉ? Vốn dĩ Hải quân luôn là tổ chức tập hợp rất nhiều kiếm sĩ giỏi ở trên thế giới, và kiếm thuật luôn được xem là một trong những thứ phát triển và là một cái hướng phát triển rất phổ biến đấy. Bằng chứng là những kẻ thuần trái ác quỷ như là Kuzan này hay Kizazu đều có cho mình một trình độ kiếm pháp không phải dạng vừa đâu. Và nếu Luffy gia nhập lực lượng này, việc được tiếp cận với kiếm pháp là chắc chắn rồi. Bên cạnh đó hẳn anh em vẫn còn nhớ rằng bên cạnh Gap luôn có một kiếm sĩ bí ẩn, đó không ai khác ngoài Bogart.
Dù hiện tại sức mạnh của anh chưa được xác nhận, thậm chí không thể hiện ra một chút nào, nhưng anh em thử nghĩ mà xem nhá. Bogart đã theo Gap từ thời Roger đến hiện tại, thậm chí nếu gọi anh là đệ tử chân truyền của thầy ông nội cũng không có gì là quá đáng cả. Thế thì làm sao mà yếu được? Ít nhất thì cũng phải vượt trội hơn các phó đô đốc và tiệm cận đến trình độ đô đốc đấy. Điều đó đồng nghĩa rằng nếu cô đủ đam mê kiếm pháp giống như Zoro và muốn phát triển sức mạnh theo hướng này thì Bogart hoàn toàn đủ sức để có thể đảm nhiệm vai trò là sensei của cậu. Và đến năm 17 tuổi, Luffy sẽ đạt được 3 yếu tố. Thứ nhất là Haki phụ trang và Haki quan sát đủ mạnh cho một kiếm sĩ. Thứ hai là kiếm pháp phi thường vượt qua cả Zoro trước time skip. Và thứ ba là một thanh bảo kiếm của riêng mình. Vừa là siêu tân binh của hải quân, vừa là cháu nội của Gap, thế mà không có một thanh kiếm ra hồn thì chắc phải bỏ nghề luôn anh em ạ. Tóm cái vé lại thì ít nhất hải quân cũng phải cung cấp cho cậu một trong 21 thanh đại bảo kiếm thì mới có thể tạm được xem là tạm chấp nhận nhá. Và cuối cùng, nếu trải qua các trận chiến lớn và dần hoàn thiện sức mạnh của mình, kiếm sĩ Luffy sẽ vượt qua người thầy Bogart và dùng 3 dạng Haki để có thể đạt đến trình độ tương tự như là Kozuki Oden ngày xưa. Còn nếu anh em hỏi mình liệu Kuru có thể dùng kiếm pháp và Haki trở nên mạnh như Roger không thì chắc là không đâu anh em ạ, trừ khi được Oda bắp tất tay mà thôi. Đi theo Dragon học Long Chảo Thủ. Khác với lục thức giúp đẩy toàn bộ giác quan và cơ thể con người lên đến mức siêu phàm thì Long Chảo Thủ lại là môn võ thiên hoàn toàn về tấn công. Hay nói trắng ra là người học môn võ này chỉ chú tâm đến một cái điểm duy nhất là làm sao để có thể hủy diệt đối thủ càng nhanh càng tốt, bỏ qua hoàn toàn sự phòng thủ hay đau đớn của bản thân. Và thú vị thay, tư tưởng của Luffy lại trùng hợp giống y như vậy. Nếu đi theo Dragon học môn võ này, chúng ta có thể lấy Sabo ra làm ví dụ cho Luffy, bởi lẽ anh cũng là học trò được đích thân trùm cách mạng chỉ dạy. Tức là vào những năm 17-18 tuổi, Kuru có thể đạt sức mạnh tương đương với Sabo trước đây khi mà ăn trái ác quỷ Mira vậy, và có thể làm chủ được hoàn toàn khả năng đánh vào trọng tâm của Long Chảo Thủ để có thể dễ dàng đánh bại một phó đô đốc và đạt khoảng 8 trên 10 đô đốc hải quân đấy. Không chỉ dừng lại ở võ thuật đâu, Dragon chắc chắn còn là bậc thầy Haki, cho nên việc Luffy ở bên cạnh Dragon cũng giống như khi cậu ở bên cạnh Gap, đều trở thành kẻ sở hữu 3 loại Haki cấp cao, chẳng thua kém gì hiện tại đâu. Trên tất cả, con đường này có thể sẽ giúp Luffy đạt đến trình độ tứ hoàng và nối nghiệp cha của mình. Tuy nhiên chúng ta cần phải biết nhiều thứ hơn về Dragon, khẳng định việc liệu Long Chảo Thủ và Haki có thể giúp Luffy lên level Vua Hải Tặc hay không. Bởi lẽ nếu Dragon là một người thuần Haki và võ thuật mà trình độ tứ hoàng hoặc hơn tứ hoàng thì đồng nghĩa với việc Kuru có thể đạt trình độ Vua Hải Tặc đơn giản vì định mệnh của cậu VIP Pro hơn cha của mình nhá. Nhưng nếu Dragon cần phải có sự bổ trợ của trái ác quỷ mới đạt được trình độ cao thì suy ra rằng chỉ với Haki và võ thuật không đủ để có thể giúp Luffy đứng trên đỉnh của thiên hạ, mà chỉ có Gap, người từng trải mới giúp được cậu mà thôi. Vậy anh em thì sao? Mọi người nghĩ rằng Dragon là dân chơi Haki, dân chơi trái ác quỷ hay là dân chơi nhạc nào cũng nhảy? Hãy cùng comment dự đoán bên dưới nhé. Ăn trái ác quỷ khác. Vì sở hữu trái ác quỷ top 1 server cho nên Luffy hiện tại không chỉ trở thành idol giới trẻ mà tiềm năng trong tương lai không xa thì cũng không ai có thể sánh bằng đâu. Tuy nhiên nếu Nika đổi bằng những năng lực khác thì con đường phát triển của Kuru cũng không phải dạng vừa đâu ở nha. Cụ thể thì đối với bất kỳ một trái doan thần thoại nào, cậu sẽ trở nên vô cùng phù hợp và thứ ấy có thể bán hành khắp nơi và có thể đạt đỉnh cao tứ hoàng. Trái Logia thì không cần phải nói tới rồi, bởi vì bản chất của hệ năng lực tự nhiên đã là vô cùng mạnh và rất dễ sử dụng. Nó chỉ thua kém doan thần thoại một chút mà thôi. Điều đáng nói là những trái doan thông thường, trừ các năng lực gần như là không thể dùng đến như chiến đấu như là Fuku hay là cư ra, thì những trái ác quỷ khác dù có phế đến đâu, Kuru vẫn sẽ tìm cách để biến nó trở nên mạnh mẽ. Cứ lấy Gomu ra mà nói nha. Đây chỉ là một năng lực cao su thông thường, bị đánh giá siêu thấp, thế mà cậu cũng dùng nó để có thể đạt tới level ngũ hoàng đấy. Vậy nếu anh em muốn biết rằng một cách chi tiết nhất về nếu Luffy ăn những trái ác quỷ khác sẽ ra sao thì các bạn nhớ tìm lại video trên kênh của Samsoi nhá. Mình cũng đã phân tích rất kỹ rồi đó. Những hướng phát triển khác. Và cuối cùng chúng ta sẽ cùng nói đến việc Luffy phát triển theo những hướng độc lạ hơn, khó đỡ hơn thì liệu cậu sẽ mạnh ra sao?
Đầu tiên là xạ thủ, đây là vị trí cần năng khiếu thiên bẩm, một thứ mà Luffy không có. Vậy thì cho nên nếu cậu theo con đường này thì một tứ hoàng sẽ level up lên một vô danh tiểu rốt luôn. Trừ khi bắp Haki vào súng, dùng để phang thì may ra nhá. Thứ hai là công nghệ, vì Luffy không thể tự mình tạo ra công nghệ nhưng lại cực kỳ yêu nó, cho nên nếu Dragon là một người cha tương tự như Zutter và muốn biến con của mình thành siêu nhân, Luffy sẽ không ngần ngại mà tiếp nhận, thậm chí cậu sẽ còn mạnh hơn Sanji hiện tại. Đơn giản vì công nghệ của quân cách mạng chắc chắn sẽ hơn hẳn Gemma rồi. Và cuối cùng sẽ là hướng khó đỡ nhất rồi. Kulu sẽ noi gương Luffy và trở thành một kẻ dùng võ mồm phát triển danh tiếng. Giống như Mihawk nhận xét rằng, thằng nhóc này có khả năng lôi kéo mọi người xung quanh về phía nó. Cho nên nếu chuyện ấy xảy ra, việc Luffy dùng mồm để ngồi vào ghế tứ hoàng là điều hiển nhiên và cũng không cần phải bàn cãi luôn anh em ạ. Và rồi video ngày hôm nay thì cũng đã kết thúc ở đây rồi. Ngoài những hướng phát triển chuyên gia thì anh em còn thấy rằng có hướng nào khác để giúp main nhà ta đạt trình độ đô đốc như là tứ hoàng hay không? Nếu có thì các bạn nhớ comment bên dưới nha. Và giờ chúng ta sẽ cùng đi tìm ba bạn may mắn của video ngày hôm nay thôi nào. Đầu tiên là bạn người ngoài hành tinh. Cho Jupiter đến Elbat đánh nhau với Xanh rồi đù đến vã nhau, hay đấy. Jupiter có khi chỉ ngang kèo với Xanh thôi bạn nhé. Nếu Luffy mà xuất hiện nữa thì game nó lại quá là dễ luôn rồi. Bạn Thanh Nhật Leo. Anh ơi, em muốn biết lù nhà ta có thắng Saturn không ạ? Em cũng muốn lên TV. Em cảm ơn anh. Bắn tim. À, vì Luffy chỉ ngang kèo với Gizu cho nên khó lòng mà có thể thắng nổi những kẻ trình độ tứ hoàng trở lên như là Saturn nhá. Tuy nhiên, cậu vẫn còn phát triển nữa nên là trong tương lai sẽ có sự khác biệt bạn nhé. Bạn Minh Phúc Nguyễn này, Saturn làm bao cát hợp lý đấy. Mang danh là chúa của thế giới mà từ khi xuất hiện đến nay hết bị người này đấm tới người kia đá. Chưa cần tính đến việc là có bị thương hay không nhá, chỉ cần nhiêu đó thôi là quá đủ để đội quần rồi bạn nhỉ. Cuối cùng, nếu anh em có câu hỏi hay bất kỳ một ý kiến gì, đừng quên để lại bên dưới nhá. Vừa để xăm soi tương tác với mọi người, vừa dành cơ hội lên TV nhá. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo vào ngày mai.